Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cửa hàng mình lại có mới vừa dọn xong chiếc Sigurd 50 nữa nha cả nhà. Chiếc Sigurd 50 này dành cho những em học sinh nha, giờ chuẩn bị đi học lại nha cả nhà. Cô chú nào mua là về cho con em đi học là ok nha cả nhà. Và cô chú anh chị nào mà không có bằng lái á, mua xe này về chạy là khỏi sợ bị giao thông gì nha. Xe rất đẹp, chính chủ luôn nha cả nhà. Xe này chính chủ, sang tên là ok nha. Xe này trong tình trạng là máy ấm bình đề đầy đủ nha. Mình dọn full hết nha, mình dọn toàn bộ mới lại hết. Xe này tình trạng là xe mới là máy, bình xăng thay mới luôn nha cả nhà. Mũ áo mình cũng thay mới luôn. Rồi bây giờ để mình quay một vòng chi tiết cho cả nhà xem nha. Rồi mình bây giờ mình quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Ốc tán thì mình cũng thay mới luôn nha. Đó. Bánh mâm thì mình sơn lại. Mâm này không quan luôn nha cả nhà. Mâm này không quan không quẩn nha. Quá đẹp. Mâm này mâm đời đầu rất là bền nha cả nhà. Áo sống thì mình thay mới hết nha. Đây tem đồ mình mới dán luôn nha, áo tem mới, viên mới thay luôn, cản cũng mới thay luôn nha cả nhà, cản mới, kịch đèn cũng mới luôn nha, nói chung là cái gì cũng mới hết, đồng hồ cũng mới luôn, cái đèn cũng mới luôn nha, nói chung là thay mới rất là nhiều. Đắp bọng rồi thì mình sơn lại, các chân mình sơn lại, ốc mình cũng mới sơn luôn, ốc tán thì mình gam lại nha. Trong xe này là mình làm lại là hoàn chỉnh nha, nói chung là full hoàn chỉnh, cho anh em mua về cứ việc chạy thôi, máy móc thì im, bình xăng mới luôn nha cả nhà, bình xăng mới thay luôn nha, máy thì cũng mới làm luôn nha, máy thì cũng mới làm luôn. Nói chung cái nào cũng đẹp hết. Mâm trước, hộp trước rồi là sơn lại hết luôn nha cả nhà. Mâm là bao cho anh em là không quan không quẩn gì nha. Xe này nói chung là anh em mua về chỉ việc chạy thôi nha, khỏi cần sửa chữa gì hết, quá đẹp. Máy móc thì em gu bình đề đầy đủ nha, máy móc em gu bình đề đầy đủ, nói chung là mình dọn sạch sẽ. Nói chung mấy xe này mình dọn ra là mình bán cho anh em với giá là 7 triệu mấy, là quá rẻ nha, bán cho anh em với giá là 7 triệu mấy, quá rẻ. Mình dọn đẹp hết luôn, về thì không có tốn tiền sửa chữa gì hết, quá đẹp quá im. Rồi bây giờ để mình nổ máy thử cho anh em nghe coi nó máy nó im cỡ nào nha. Xe này là đời nhẹ nổ nha anh em. Im nha cả nhà, máy im gu luôn nha, đang nổ máy mà quá trời im luôn nha. Xe này mọi chức năng còn đầy đủ nha,
dây km rồi dẫn lên bình thường nha. Xăng thì mình vẫn làm cho nó dẫn lên bình thường nha cả nhà. Đèn đèn nhan đồ cũng đầy đủ hết. Đèn đèn nhan còn đầy đủ hết nha cả nhà. Xe này quá đẹp, quá rẻ. Dọn mới lại mà bán cho anh em với giá là 7.3 triệu thôi nha. Quá rẻ, không có chỗ nào mà rẻ hơn nha. Xe mà dọn về là tầm cũng khoảng 3-4 triệu bạc rồi, mà bán cho anh em với giá là chỉ có 7.3 triệu thôi nha. Em nào mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Bán cho anh em với giá 7.3 triệu là quá rẻ, không có đâu rẻ bằng chỗ mình nha. Tại vì mình dọn nhà, mình thợ nhà luôn nó mới có giá đó nha cả nhà. Và anh em nào cứ mua thì cứ việc điện trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để dưới cái phần mô tả nha cả nhà. Số điện thoại của mình thì mình có ghi để dưới phần mô tả. Nói chung cửa hàng mình cũng còn một vài xe nữa nha anh em. Cũng còn vài xe nữa nha. Đây, cũng như là còn chiếc Allegan 50 Sirius Nhật. Biển số 61, giá rẻ. Còn chiếc Satria này mình bán rồi nha anh em, nhưng mà đang để rút hồ sơ nha. Chiếc này mình bán rồi, nhưng mà đang để rút hồ sơ về cho người ta sang tên luôn nha cả nhà. Giờ mình còn được 3 chiếc, 4 chiếc nha. Satria, Sirius với Allegan 50. Với chiếc Sirius 50 mới dọn này nha cả nhà. Rồi giờ để mình quay vòng sơ cho anh em xem, rồi anh em nào thích thì cứ việc alo cho mình nha. Thích ăn gì đó mua cho con em đi học thì cứ việc alo cho mình nha. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà thấy thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like, một share và nhớ nhấn vô cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha cả nhà. Mình cũng còn xe đây nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video của mình nha. Chân thành cảm ơn.